khi mà giới thiệu với cộng đồng quốc tế đó là trên á là ngài Tất Đà Lạt Ma và dưới là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, là vì có hai vị này hiện nay là Phật sống đấy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh giống như Phật sống của Việt Nam vậy đó. Bên kia có Phật kìa. Thì mấy từ nhỏ nhỏ vậy mấy gì ở chồng bự trình hình cái mấy gì chưa chắc ở chồng khi nào mấy gì ở là hào quang nó phủ ra. Tu viện Lộc Uyển nằm êm trong một thung lũng ẩn mình giữa những sườn đồi phía tây bắc của thành phố Escondido thuộc quận San Diego, miền nam của tiểu bang California, với diện tích 400 mẫu anh, có cảnh núi đồi hùng vĩ và những rừng cây cho nhiều bóng mát. Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn tu viện Lộc Uyển cùng với sự ủng hộ của tứ chúng ở khắp nơi đã xây dựng nên một trung tâm tu học nơi đây. Tu viện đã chính thức được thành lập vào tháng 6 năm 2000. Đây là một sự sắp xếp của chư tổ và ông bà tổ tiên người Hoa Kỳ cũng như người Việt. Tu viện gồm có hai xóm. Xóm Vững Chãi dành cho các thầy là vùng đất nằm phía trên đỉnh đồi. Xóm Trong Sáng dành cho các sư cô vùng đất dưới rừng sồi xanh mát. Tu viện Lộc Uyển là trung tâm tu học pháp môn chánh niệm, là nơi đào tạo xuất sĩ thiết lập do Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lộc Uyển là chỗ để lắng lòng, nhìn sâu và thưởng thức những màu nhiệm của cuộc sống qua những sự thực tập ngồi thiền, thiền hành, ăn trong chánh niệm, buông thư và chia sẻ tình huynh đệ. Tu viện thân mời những ai muốn nuôi dưỡng an lạc và hạnh phúc hãy đến viếng thăm một ngày hoặc là tham gia một khóa tu. Cơ sở tuy còn đơn sơ, phòng ốc còn thiếu tiện nghi, nhưng với những bàn tay và tấm lòng của các thầy, các sư cô và các vị thân hữu, cùng với năng lượng tu tập hàng ngày, tu viện đã trở thành một nơi nương tựa cho tứ chúng về tu học. Với trên 40 vị xuất gia thường trú, tu viện đã thường xuyên tổ chức các khóa tu học hàng năm. Về đến Lộc Uyển là về tới nhà, ngôi nhà tâm linh của tất cả mọi người. Vào những buổi sáng sớm, leo lên đỉnh núi, ngồi tọa thiền trên những phiến đá bằng phẳng, tiếp xúc với đất trời và không khí trong lành, chúng ta sẽ có cơ hội trở về với chính mình trong giây phút hiện tại. Xin chúc quý vị thân hữu xa gần về đây có được những ngày tu học thật là an lạc và thảnh thơi. Lễ Vu Lan 2021, Jenny và Alan của đài Trial TV cùng anh Ngô Tuấn Kiệt, phóng viên Nick Úc, chị Lê Lý Hayslip và một số bạn bè đến thăm tu viện Lộc Uyển. Sau chuyến đi này, tu viện đã cho phép đoàn làm phim Trial TV làm phim tài liệu về Lộc Uyển trong ngày lễ cổ Phật khất thực, lễ Đại Giới Đàn. Thưa quý vị, ấy cơ lận nó lớn lắm, nó cả cái núi này luôn, 2000 hoặc 2004 ấy cơ lận á, thì có bên thầy tăng với lại thầy ni dưới đây. Tùy theo người là có nhiều người là decorate nhưng mà thật sự mới chưa thêm lại trong đây là họ cũng như cái mình cần đến nơi cái nhà rồi cái nhà của họ xuống đi rồi xuống đi rồi một phòng đạo diễn ông Bristol đó thích chỗ này nhất, con cá là đẹp dễ sợ không mấy cái sen nữa nè, bên kia có Phật kìa.
Thì mấy từ nhỏ nhỏ vậy mấy dì ở chồng bự trình hình cái mấy dì chưa chắc ở chồng khi nào mấy dì ở là hào quang nó phủ ra energy á. Một phòng là 4 sư. Một phòng là 4 sư ở. So one room is 4 monk. Yeah, they live in one room. Ở nhà này cũng hay là ha, một người ở một cái nhỏ nhỏ. Không anh, một chỗ là 4 người ở lận. Cái đó hả? Dạ, 4 người ở. Cái đó nhỏ. Dạ. Chị lại biết nó. Kính thưa quý vị, hôm nay TLTV lên Lộc Uyển lần thứ hai để quay phim là cũng nhờ ơn chị Lệ Lý giới thiệu với lại Lộc Uyển, thì phái đoàn của Jenny mới được Lộc Uyển cho phép vào đây. Và Jenny xin thay mặt cho TLTV là cảm ơn chị Lệ Lý rất là nhiều. Và xin chào chị Lệ Lý, xin chị Lệ Lý có đôi lời cùng khán giả của TLTV ạ. Cảm ơn. Thật đó là Lộc Uyển về đây cũng trên 20 năm nữa rồi. Nhưng mà cũng có ít khi mà có điều kiện mà được những phóng viên nhà báo hay là có những đài truyền hình đồ mà quan tâm đến, nhất là Việt Nam, cộng đồng Việt Nam. Thì ngày lễ bữa nay là rất là trọng đại, lý do là những cái ngày lễ rằm tháng 7 vừa qua và ngày lễ Trung Thu rằm tháng 8 vừa rồi. Cho nên là Lộc Uyển tổ chức những cái rất là đặc biệt, cũng như không khác gì là Ngài Phật Thích Ca đã đi... khất thực trong thời kỳ đó. Thì sau sư ông ra đời, sư ông cũng theo gốc chân ngài, cho nên như bữa nay thì Lộc Uyển cũng tổ chức những cái ngày trọng đại như vậy. Thì nếu như mà được giúp được cái gì cho cộng đồng Việt Nam mình thì chúng ta phải giúp, và mời được mà họ đồng ý cho vô là rất là vinh dự và vinh hạnh cho cộng đồng Việt Nam mình nó riêng, mà cộng đồng thế giới nói chung, để cho người ta biết về Lộc Uyển. Hồi nãy khi Linh với lại Jenny với lại phái đoàn đó, thì mình đích thân lần đầu tiên trong cuộc đời của mình để chứng kiến một cái buổi gọi là đi thức thực rất là đẹp, phải không? Các sư thầy và các sư cô hai bên xếp hàng rất là dài, cả trăm người vậy đó. Đúng. Rồi họ phối hợp với nhau rồi những cái lọc thức ăn mà của những tín đồ họ đã từ mấy ngày nay là đã prepare để nấu rất là đặc biệt. Và cái đẹp nhất anh thấy đó là sau khi mà các sư thầy, các sư cô đi vô cái meditation hall đó, thì họ ngồi xuống trong một cái khung cảnh rất là harmonized. Xong rồi họ vừa ăn và họ vừa cầu nguyện cho thế giới. Cái đó là cái đẹp nhất. Bữa nay quý quá. Cảm ơn quá. Chị Lý rất nhiều là cho tụi em có một cái cảm giác rất là gần với lại trời đất, với lại Phật. Một Phật, cái đó là một cái duyên. Phải biết một điều này là xưa nay mình đã nghe về thiền sư Thích Nhất Hạnh rất là nhiều, là sư ông đó. Thì em cũng có nghe nói là sư ông bị stroke, phải không chị? Và hiện giờ thì sư ông cũng là khoảng chừng 95 tuổi và đang ở chùa Từ Hiếu. Thì tụi em cũng mong muốn một ngày nào đó được về quay được hình ảnh của sư ông. Những ngày giống như là sư ông bệnh, thì bây giờ thì nghe nói là sư ông chưa có nói được, phải không chị? Dạ, thì tụi em có nghe về điều đó, cho nên cũng chắc là phải nhờ thị giả của sư ông để mà nói chuyện. Mà nếu nói về thiền sư Thích Nhất Hạnh thì quý vị ơi, vô số thứ để chúng ta biết, mà biết rất là không có rõ, cho nên bữa nay Jenny research mới biết được là thiền sư Thích Nhất Hạnh giống như Phật sống của Việt Nam vậy đó, phải không chị? Đúng em nghĩ như vậy. Là tại vì thấy không có ai mà đặc biệt như ngài cả. Mình chỉ là nói chuyện mà khi mà giới thiệu với cộng đồng quốc tế đó, là trên á là ngài Thất Đà Lạt Ma, và dưới là thiền sư Thích Nhất Hạnh, là vì có hai vị này hiện nay là Phật sống đấy. Cho nên chị rất là đặc biệt, mà ai mà gần gũi được thầy như mình là từ cái ngày mà Lộc Uyển mà về đây mà đẹp cái chân lên đây lần đầu tiên rồi đến mình có giờ đến nay. Cho nên chị mình cũng biết rất nhiều về cái sự hoạt động và những cái tư tưởng của sư ông mà để chuyển hóa lại cho thế hệ trẻ. Cho nên chị bữa nay đó là em thấy là toàn là trẻ không à, mà là Tây, Việt, rồi Hàn Quốc, rồi Nhật, đủ hết á. Cho nên chị rằng là mình là rất hãnh diện được những cái tà áo mà nhà sư chuyển hóa cho một thế giới tâm linh, qua cho một nước Mỹ, không phải là một đồng về dễ. Nhưng mà
nhất là những cái vị thầy người Tây mà đứng ra mà xuống tóc mà để mà làm hành giả như vậy, tuyệt vời. Cũng có thể nói rằng là chưa có một tu viện nào của Việt Nam mà đem ra ngoài thế giới mà vang vọng tiếng tâm như vậy. Đúng. Bởi vì á, là bản thân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã viết 130 quyển sách, mà trong đó cả 100 quyển là bằng tiếng Anh ha. Rồi lại là coi như là bán cả 5 triệu quyển luôn á chị. Đúng. Coi như là best seller book về đạo Phật. Mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh là cái người đã mang đạo Phật từ Việt Nam mà ra thế giới. Đúng. Mà có nhiều người Tây, người Tây phương hoặc là tất cả các nước là coi như là năm châu bốn bể đều đến học cái kiểu thiền tu của thầy Thích Nhất Hạnh. Đó là một điều rất là đáng tự hào, bởi vì cho tới bây giờ thì thời điểm này chưa có một người sư ông nào ở Việt Nam mà đạt tới cái đỉnh đó. Đúng, dạ. Đúng, phải không chị? Đúng, theo đúng, em biết là như vậy. Đúng, và coi như ngài cũng đã đào tạo ra cũng phải tăng là cũng được là em theo em đọc ở trên internet là cũng phải gần 800 người là coi như là tu thật sự là chân tu đó, này đào tạo nó như vậy. Rồi cũng là được chín cái tu viện hả chị ha. Trên đó là chín cái chính. Những ngày cái chính yếu thôi, còn những cái phụ thì không nói tới, mà chín cái rất là lớn luôn, mà đặc biệt cái ở Pháp làng Mai là lớn nhất. Đúng, là cái em chính. Phải đến đó. Đúng. Em sẽ đến đó. Yeah. À, không những như vậy mà còn năm 1966 đó, là sư ông đã được kêu bằng Peace Nobel Peace Prize. Yeah. Nominism. Oh yes. Do Dr. Luther King. Yeah. Nominism. Cái điểm đó là yes, em right. thấy hay yes. quá chị. Đấy. Cho nên chị rằng đó là vì chiến tranh Việt Nam và nhờ thầy mà nhờ sư ông diễn tả để cho quốc tế họ hiểu tại sao mà có một vị sư mà ra tự thiêu vì hành động chiến tranh quá tàn bạo ở Việt Nam. Cho nên những cái lời nói này á, bên Phật giáo mình nói riêng mà toàn cầu thế giới nói chung á, là nhiều những cái hình ảnh đưa ra trong thời kỳ chiến tranh đó là quốc tế trên cái tư tưởng về chiến tranh Việt Nam. Cho nên là cũng nhờ cái việc của sư ông mà đi ra rồi thiệt thực này, đi ra kêu gọi chiến tranh hòa bình này, đi ra kêu gọi gặp những cái nhân tài ở bên Washington DC đó, những cái nhà trong nhà nước Mỹ đó, để người ta làm sao mà có những cái chiến tranh bớt xuống cơ mà quái tộc như dân Việt Nam. Cho nên từ đó giờ là họ biết sư ông qua cái chỗ đó. Em theo em biết bây giờ là sư cô Chân Không là người thay thế thầy để mà đi giữ tất cả những cái event thế giới đó. Đúng. Sư cô đó hiện giờ ở đâu hả chị? Thường thì cô ở bên Pháp nhiều hơn là ở Việt Nam. Nhưng mà đó là ta mặt và ta trái của thầy đó. Dạ đúng, sư cô Chân Không. Chân Không. Dạ, mà đã là coi như 85 tuổi rồi đó. Mà dạ. còn minh mẫn là đi dự đại hội cho thay thế cho thầy Thích Nhất Hạnh. Đúng. Rất hay luôn. Coi như là Jenny... ta càng tìm hiểu thì càng lấy làm tự hào là ở Việt Nam đã có một sư ông mà đã tu tập tới cái độ mà có thể được sánh với ngài Đạt La Lạt Ma. Đúng, đúng. Ừ. Tại vì là thầy xuất thân hồi thầy 7 tuổi thôi. Yeah. Mà sau khi đó là thầy là chùa Tự Hiếu bây giờ thầy đang ở Huế đó, là ngay chỗ đó là thầy đích thân từ chỗ đó. Cho nên thì thầy trở về cái nguồn gốc đó. Thì nếu như mà có dịp thì mình mời được bao nhiêu khách về đó mà để thăm thầy. Tuyệt vời quá. Cho con xin phép để con dịch ra cho rồi, khán giả trong TV. So standing in front of us is a wonderful, wonderful friend of ours. Her name is Layli Hayslip. She's also the writer of the Heaven and Earth book. Also the film that she produced with Oliver Stone. Very popular film, so I hope you can get a chance to watch it. Standing right here at this location is the Deer Park, which is Lop Quyen in Vietnamese. It comprised of about 400 acres, beautiful scenery of trees, of mountain. Also, you know, we have ponds with koi fish, yes, and the tranquility of the place. Now, it was founded by a grandmaster. Yes. He's 95 years old now. His name is Thich Nhất Hạnh. And he is a Nobel Prize nomination by Dr. Martin Luther King back in 1960-67, around that time. So it's a prestige just to be nominated. You know, you don't need to win it because you're nominated at that time for world peace. Yes. Now, as you know, Vietnam is one of the second longest war for American history, right, beside Afghanistan, as you all know. So Vietnam went through a history of war. Grandmaster, he wanted peace. Right. He wanted the world to say,
okay, war is a bad thing. And it's the truth. Oh, war is a horrible thing in every country. Yes. It causes many hardship, many death, and many painful memories for many families, right, including our family. Yeah. So Grandmaster has written over 130 books. Yes. And it sold over 5 million copies worldwide, with over 100 books that are in English, but in many languages you can find. So if you happen to be in a different language and you want to find his book, you know, please do find his book and read about meditation, about humanity, about Buddhism, about the way of life. So he is a I would say a living Buddha next to behind his holy his holiness Dalai Lama, right? Yeah. So currently he's still alive. Yeah. He just recently had a stroke in 2015 or 14, I believe. Yes. And right now he can't speak, but we haven't seen him in person, and you have. Yes. So too much blessing. Yeah, but we wanted to visit him in Vietnam. He went back to Vietnam to, so that's where he was born and he was raised, and he wanted to, you know, basically leave this world where he left, where he was born before. Yes. Yes. Thank you so much. Yes. Yeah, thank you. Thank you, Lily. You're welcome. Yeah. So blessed. Good. Thưa quý vị, hôm nay đoàn làm phim GLTT của chúng ta có anh Đặng Hào Quang. Chúng ta biết đến anh Đặng Hào Quang chắc là cũng một số episode của GLTV trước đây nói về cái lớp học mà chứng khoán của anh Đặng Hào Quang. Thì anh Hào Quang hiện nay là một người trẻ tuổi có những cái thành công cũng như là có những cái cuốn sách để mà hướng dẫn cái thế hệ trẻ cũng như có những cái hoài bão mong muốn rằng cái thế hệ tiếp theo sẽ vừa làm giàu và đồng thời cân bằng cái cuộc sống, và khi mà sung túc no đủ thì lại mang lại một cái điều gì đó cho cộng đồng. Thì chúng tôi rất là ngưỡng mộ anh Hào Quang ở góc độ đó. Ngoài ra, ngày hôm nay chúng tôi muốn phỏng vấn anh Hào Quang về một góc độ khác. Đó là ngoài là một người doanh nhân thành công ở lĩnh vực chứng khoán, một nhà viết sách cũng như là một cái người mà làm từ thiện trong cộng đồng những cái hoài bão tốt đẹp, thì anh Đặng Hào Quang là một người có một cái chiều sâu, có một cái hiểu biết và là cũng là một người thiền. Thì Thu Hằng không muốn đi sâu về góc độ về tôn giáo rằng anh Hào Quang sẽ là thiền theo môn phái nào hay như thế nào, chúng ta sẽ nói chuyện cái đó phần tiếp theo. Nhưng mà hôm nay nhân đây một cái cơ duyên, anh Đặng Hào Quang có đi chung với chúng tôi, và nãy giờ thì thấy anh Hào Quang là có đi vòng vòng, có khi thì ngồi chỗ này thiền, có nhiều chỗ thiền và chìm đắm sâu trong cái thiền. Thì qua đây xin hỏi anh Quang là anh lên đây thì anh thấy cái không khí như thế nào, và cái thiền có thể chia sẻ cho quý vị được biết là cái thiền có thể giúp ích cho chúng ta được như thế nào, và thiền nó có dễ không? Lên đây thì anh thấy cái thiền ở chỗ này nó so với những chỗ khác thì nó có khác nhau gì không anh? Dạ, xin chào khán giả GLTV và chị Thu Hằng cũng như chị Jenny và anh Alan cũng như anh Ngọc người phía sau. Màn hình quý vị không thấy đâu, nhưng mà không có anh là không có mấy cái thước phim này đâu. Thì Quang là một người trader, là một người làm kinh doanh. Thì khi mà quý vị biết rồi, làm kinh doanh thì ít nhiều cũng có stress, nhất là trader về stock hay là về finance. Thì nhiều năm trước thì Quang đã tìm hiểu về thiền rồi, và mình tự học chủ yếu thôi, chứ không theo bất cứ trường phái của thiền sư nào hay là môn phái nào hết. Thì cái quan trọng của thiền chính là cái kiểm soát hơi thở. Khi mà mình hít ra vô bằng mũi, thở ra bằng mũi, thì mình phải kiểm soát được vào ra nhanh hay chậm theo ý của mình, hoặc là dừng lại để mà mình, khi mà mình nén hơi thở dừng lại thì nó sẽ có những cái cảm giác như những cái luồng điện hay là những cái từ trường nó xuống với mình, thì làm cho người mình rất là nhẹ. Khi mà mình kiểm soát được hơi thở là cái đầu tiên, cái thứ hai là tách suy nghĩ. Thì tách suy nghĩ thì rất là khó, quý vị, rất là khó để tách một cái suy nghĩ. Đã làm người thì mình nhiều khi có rất nhiều cái suy nghĩ bất chợt, như là mình nghe tiếng suối này cũng là suy nghĩ ồn, tiếng suối này nó vui quá, hay thấy con cá bơi qua cũng thấy màu nó nhiều đẹp quá. Thì vô tình những cái suy nghĩ nó đẩy mình đi các suy nghĩ khác, thì mình phải tập tách, là stop thinking cái suy nghĩ của mình. Thì khi mình làm được cái hai cái này thì là
mình rơi vào cái trạng thái thiền, mà thiền sâu hay là thiền keo tùy theo mức độ của từng người. Có người thì họ ngồi cả 5, 7 tiếng, 10 tiếng hoặc cả ngày. Có người mới tập thì ngồi 5 phút hay là 2 phút cũng đã khó rồi. Nhưng nếu quý vị cứ tập từ từ thì sẽ tập được và thấy cái lợi ích của thiền mang lại. Nó giúp mình cân bằng cái tâm trí của mình. Khi mà mình mệt mỏi, đầu óc mình nó bị nặng và thấy cơ thể mệt mỏi thì quý vị nên thiền, thiền một chút. Và sau dần dần thành một thói quen rồi quý vị có kỷ luật thì thiền tự động sẽ nhiều hơn, cao hơn. Và khi mà quý vị thiền sẽ có những cái chiêu vị họ xung quanh. Quý vị không thấy đâu nhưng mà sẽ có. Thì tự động cuộc sống của quý vị nó chuyển rất là nhiều. Mà khi thiền mà quý vị biết niệm thêm những câu thần chú hay là những cái mà để có thể liên lạc với thế giới xung quanh đó, thì nó sẽ work hơn rất là nhiều. Đó là những cái chia sẻ kinh nghiệm của Quang trong cái quá trình tìm hiểu về thiền hay là các tôn giáo. Thì Quang thấy là như vậy, thì chia sẻ một chút cho quý vị biết. Hy vọng là quý vị pick up được vài thông tin hữu ích để có thể giúp cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày. Dạ, đó là những một chút suy nghĩ của Quang. Xin không biết còn ai muốn chia sẻ gì không? Anh thấy lên đây nãy giờ có thấy anh thỉnh thoảng thì anh ngồi thiền góc này, ngồi thiền góc kia, thì anh thấy ở cái chỗ này cái năng lượng thế nào, cái chỗ thiền chỗ này nó có khác gì những chỗ khác, anh có thấy đặc biệt gì không? Dạ, với Quang thì thiền ở nhà hay thiền bất cứ đâu cũng vậy, nó cũng đều có một cái điểm chung là khi mình tỉnh thì chỗ nào cũng như chỗ nào. Nhưng nếu mình vô những cái vùng núi hay là những cái bờ biển mà không gian nó yên tĩnh và nhiều cây xanh hay là nó có những cái năng lượng nó tốt hơn, thì khi mà mình thiền nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thì ở tu viện này Quang cũng có cái cảm giác thanh nhẹ rất là nhiều. Thì nếu quý vị nào muốn thiền thì cứ nên liên lạc với tu viện là tên là gì chị? Lộc Uyển. Đây cũng là một nơi đáng để quý vị nên có một cái trip trong cái cuộc hành trình khám phá bản thân, inside yourself, bản thân phía trong của bạn, để mà trở ra thì có cái năng lượng nó tốt hơn và mình làm tiếp công việc của mình nó sẽ tốt hơn. Quan tâm chắc chắn là điều đó sẽ có. Thu Hang and also Quang share with us in regards to the meditation in the area here. Now, as you know, Quang is a professor and also a author of a book about trading. So he is a master in trading, in terms of trading stocks, trading cryptocurrency, trading currency, trading many different type of trading. Now, for many years, he written the book and he also trained many students in terms of trading. Now, in order for you to self-improve yourself, you have to make a successful finance for yourself as well. So once you become successful, then you can share that with the world, with your family and with the world. Now, right here, we are in front of, on top of the mountain of Lop Wing, which is Deer Park a Meditation Center. Right in front of us here is the waterfall that goes down to a lot of the koi fish that you see here. This place gives you the tranquility about you know, the area and also the meditation. One of the questions that Thu Hang asked Quang is that, how does your take when you come here? She notices that Quang sit a different area of Lop Wing and he meditated. So how's the difference between the area here that he meditated compared to his home that he meditate? Quang stated that wherever you're at that area that you can go and meditate and enlighten yourself into that that field and that area of enlightenment for the meditation. Now, especially in this area where you can hear like the waterfall, you can see the koi fish that's swimming around, it gave you a different meaning of life when you're watching all those or hearing all those things that happening around you. Now, once you get enlightened into the meditation, you can also calm yourself in terms of being able to think of what you want to do and what you should do about things in your life as well. Now, when you feel like pain or you feel frustrated, you feel tired, we recommend that you should rest and meditate a little bit. There are people that can meditate for several hours, up to days. Some people, when they just started, they could meditate for a few minutes or several minutes. Now, once you get into the mode of meditation,
you forget everything around you, and then you become enlightened into your energy that engulf your body. So you can self-learn and self-think about things in your life, things about the surrounding environment of meditation. The reason why that he encourages people to meditate is that when you have a daily activity in your life, it consumes you in many different ways. Sometimes work can consume you, sometimes family can consume you. All those stress and headache and craziness around your life, it can put a person into danger. So to be able to get yourself out of that situation, meditate. Meditation is a wonderful way that you can get rid of stress and you can self-improve yourself as well. So Lop Wing, which is Deer Park, it's a wonderful place for you to do that as well. So the reason why that Guang incorporates meditation into his teaching is because sometimes when you teach a person to make money, and they make money, but then they don't know what to do with the money. They can wastefully go out and spend on things that they should be wasteful spend on, rather than you save that money and you give it to helping the poor or helping the monasteries or temples or churches or even mosques that you believe in. That is a better way in life that you can go through meditation. Meditation has been used for thousands and thousands of years by various monks and people around the world. So we encourage that you pick up meditation and learn about meditation and also learn about Lop Wing and learn about his class as well in terms of trading, so you can self-improve your financial as well. Thank you. Dạ, tụi con là đại diện của đài 3LTV, thưa cô ạ. Dạ. Bên đây là khóa tu của thiết sĩ. Dạ. Yeah. Mấy thầy với cô không á. Dạ. Yeah. Là họ không có nấu bếp, cho nên mấy người cô nấu. Dạ. Yeah. Một năm ngày. Rồi tuần tới, nếu mà cô tao muốn tới lại là tuần tới là đại giới đàn rồi. Dạ. Yeah. Hay quá. 300 người. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, đây là chị Diệu Dung. Mà nếu không có chị Diệu Dung là không ai giúp chúng ta được cho phép vào thiền viện ngày hôm nay đâu. Tại vì bữa nay là rất là private, nhưng mà chị là hết lòng để mời cái đoàn làm phim của Jenny tới. Cho nên Jenny, Alan và Thu Hằng là rất là tự hào là bữa nay được chị Diệu Dung giúp đỡ cho vô khu vực nhà bếp. Mà là do hôm nay là chị có thể cho biết là sao không thấy ni sư hay là ai đã đến nấu bếp mà là toàn là Phật tử không ạ? Dạ thưa các thầy, các cô đang ở dưới thiền đường, question and answer. Cho nên là chúng tôi phụ trách ngày hôm nay vừa tăng thân bằng xoài, nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, và đặc biệt bữa trưa thì có khắc thực. Cho nên ngày hôm nay rất là khắc thực và rất là hân hạnh được quý vị đến để tham dự. Nóng. Đây là bún riêu chay. Bún riêu chay. Cho chị ngay, nhìn rất là hấp dẫn. Dạ, hấp dẫn quá. Dạ, chắc chút xíu phải học cách nấu ăn này. Dạ, còn món gì đặc biệt nữa chị? Bên này là... Rau dền làm theo kiểu của Nhật. Dạ. Chút nữa chưa? Nghe nói là trưa nay có sushi đúng không? Sushi. Đó là lý do tại sao chúng ta có đồ ăn kiểu Nhật. Dạ, hay quá. Còn món gì nữa chị? À, cá. Cái này chả cá. Cá chay. Cá chay kho. Cá chay hết. Nhưng mà để trưa nay thì sẽ thấy rõ ra các món hơn. Từ qua bên đây. Bên này chả giò. Bên này. Hình như anh biết Úc là đi qua cái khu vực ngon nhất ở đây là thấy toàn là đồ ngon và người đẹp không à? Mình đẹp nữa. Đây là món đồ chai xào dễ thương quá, hình rất là dễ thương. Yeah. Đây là món đầu kho, đầu và kho với nấm. Wow. Do chị Trang làm. Em thích món này nhất. Thích món này nhất. Ở bên kia chị giò. Dạ, qua đây. Wow, chả giò này là chả giò chay hả chị? Chả giò chay. Nhìn hấp dẫn vô cùng luôn. Dạ. Bên đây nữa nè. Thú vị quá. Bên đây là gỏi hả chị? À, bên này là bún xào. Bên này là bánh ăn. Wow. Tại sao mình ăn đồ Hàn Quốc? Ồ, ai làm chị hả? Ồ, hay quá. Bánh bò nhìn đẹp quá. Dạ. Đây là đồ này ngọt. Cái này như nừa. Bánh như nừa. À đây dưa cải. À dưa cải nè. Dưa cải ha. Dưa cải muối. Còn cái món này món gì vậy chị? Không, cái đó của thầy. Của thầy hả? Cái này của thầy làm nha.
có vẻ là đặc biệt. Chưa? Hôm nào đấy em lên đây em nấu chai cho ăn. Mô Phật. Người thì thích làm nhiều việc mà không có đủ thời giờ. Rất là thích mấy cái việc này. Rất là thích luôn. Thế Alan ha. Rồi. Cảm ơn quý anh chị đã cho phép thăm nhà bếp ngày hôm nay. The honor of visiting the kitchen for Lộc Nguyễn area. And as you can see, many of the volunteers come from different places gathered today together. You're going to see a wonderful progression between the two different kind of the monks are getting together with a special bowl that they possess. Once they possess that, they bring it to the place where they're offering the food. So all this food is going to be transferred down the mountain. As you can see, you're going to see a beautiful lineup of how the monks receive the food, and then they're going to bring it to the meditation center so they can pray, and then also teaching about the different kind of Buddhism teaching. Thank you. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Thank you so much. Yeah, thank you. Dạ, cảm ơn quý anh chị. Cảm ơn. Chị, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan một phần của khu vực hậu cần của cái thiền viện này. Đây là khu vực rửa chén mà theo Thu Hằng với chị Jenny Alan thấy rất là khoa học và sạch sẽ và tiết kiệm nước. Cái đầu tiên đó là một cái chậu có xà bông và có cái spon khi nếm rửa chén. Sau khi mà rửa qua đây rồi, tráng qua một cái nước thứ hai, sau đó tráng còn nước thứ ba, thì tráng qua nước thứ tư. Thì khi mà mình ngâm rửa như vậy thì qua nước thứ tư rồi thì nó rất ly sạch sẽ, sạch xà bông mà nó cũng sạch luôn và rất là tiết kiệm nước. Thì bữa trước khi mà lần mình được ăn mì đó thì qua cách rửa mình học được thêm một cái cách là tiết kiệm nước và sạch sẽ. Mà cũng đúng khoa học đấy chứ hả? Yeah. Tại vì nếu mà mình xối nước vô đúng là không đúng, mà mình phải xốp nó vô thì nó mới đúng. Yeah. Đúng rồi. Yeah. So one of the amazing things that we witness here at the meditation center of Lộc Nguyễn is that they have a organized dishwashing assembly line. So the first thing you see here is a soap plate here, the whole place here. And then so once you put the dish in here, you wash it, and then you rinse it the first time, you rinse it the second time, and then you rinse it the third time. So by the time you get to the third time, it's very clean already. So, and then you hang it over there. So everybody responsibility, when you eat something, you wash your own dishes. So you don't let other people wash your own dishes. And this is to Buddhism, is a responsibility of a person to do their own dishes and not make other people wash their own dishes. So as you can see, there's a huge lineup here. Now, as we go further inside the area, we're gonna see the area where people are sitting and eating. So right here outside, there's also sitting area here with a beautiful scenery of the Lộc Nguyễn Meditation Center with a tranquil feeling when you sit down and you eat here. You're breathing the wonderful fresh air. So it gives you that serenity that it's unforgettable moment. So join with us and see the inside as well. So we just show you part of the kitchen, and now we're going to see you the part where people sit and eat. Đây là món xôi và nấm xào. Wow. Dạ không, gạch chay hết, mọi món đều là vegan. Mình gọi là vậy thôi, mình gọi vậy thôi. Thì mình nói cho thèm chơi vậy phải không? Dâu, nhưng mà... Và cũng xin chia sẻ là sự thực tập của trong tăng thân, trong tu viện là mọi việc đều là trong chánh niệm. Mình làm mọi sinh hoạt đều trong chánh niệm. Đúng rồi, chánh niệm. Có cái gì đặc biệt cũng ra cúng dường. Quý quá. Và thật thực, Đức Phật là sự bưng bát đi xin. Đúng rồi. Mà đây mình đông quá, mình kiểu Mỹ. Dạ. Mình không có bưng bát mà mình để lên bàn cho mọi người. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy đây đó tụi mày cái gì cũng chen bịch rất. Dạ. Quý quá. Cái phong tục dạ. Quý con tuần tới là mùng 1, mùng 2, mùng 3. Dạ. Là 100 khoảng trên 150 vị. Đâu, 300. Nhưng mà những cái vị được nhận giấy lớn á. Dạ dạ mời hết tới 300. Bực 300 vị nhận giấy lớn là kiểu như là từ trường đăng là nhận đèn á. Nhận đèn là một cái lễ rất là formal. Khi mà nhận được cái đèn là từ những cái vị sư gọi là từ sa di mà lên giới tỳ kheo. Là thọ được đủ giới để giấy lớn để làm một thầy lớn. Wow. Thành ra là cái này thơm ghê ha. Quan sát Thu Hằng đang tính nói thơm mà ngon, cái món đó là của cô. Quý quá. Cái nước nấu này là phải lấy cái gia vị cho ngon. Dạ. Vegan. Mình nấu các loại rau củ để ra cái súp thật ngọt xong mình mới nấu. Dạ rồi, rồi. Ngon, ngọt quá. Bây giờ quý vị sẽ chứng kiến là thấy làm cái xôi gà ra sao rồi nha. Rồi bây giờ mình có nấm là gà cộng với lại xôi.
mà nấm phải nướng trước mới giòn vậy đó nha. Wow. Nấm rồi xé cho sắc là không đúng nè. Rồi cô Hoa. Ơi, ngon quá. Cô Hoa nghĩ là bỏ vào đây hay là mình vào đây rồi mình bỏ vào đó lên? Phải trộn hết. Trộn. Wow. As you can see, we are making a vegetarian dish. It's called soy gà, which is like a rice with chicken. King, king mushroom. But all these, sweet all rice. These, yeah, all these are vegetarian dishes. Sticky rice. The reason why we name it like a regular. We don't do that often, no. We only specialize, yeah. Oh, wonderful. No, so as you can see, work. The creator is right here in front of you here. Yeah. So she is teaching us the recipe and the way that we can make this. Look at that. This is how beautiful the color is. Yeah. Wonderful. Cho con mượn cái đó, con. Look wonderful. No, no, wait. Cô đang theo cái này. Cô Hoàng có được ngày xưa là sao cô biết cái món này mà cô làm vậy? Tự sáng chế cô đi ăn chùi với cơ quan. Vậy đó. Nói tóm lại cô chế biến cho mình nhiều cái gì cũng làm đó. Ngon quá, ngon quá. Dạ. Mình đúng là phải có tâm đó, có tâm và có duyên, đúng rồi. Dạ vâng. Sư ông Dương Hành nói á, con làm gì mà cũng làm, nhưng mà con có cái tâm để vô á thì nó ngon thôi. Đúng rồi. Gia vị là giống nhau. Đúng rồi. Mấy sư cô nói, bạch thầy, sao mami nấu thấy simple mà thấy ngon vậy? Quý vị biết là cái món chay đó làm thường thường nhiều khi còn kỳ công hơn cả cái món đồ mặn. Cực hơn nhiều luôn, tại vì quý vị phải tự tạo ra một cái taste, rồi phải qua một cái nước sót bằng rau củ quả, rồi sau đó mình dùng cái đó để mình nấu cái xôi. Ok, còn rau củ quả của chị cho nó muốn hầm nước súp củ quả đó. Dạ. Phải vần lò 500, vần cái củ quả cho nó chín. Một nồi nước sôi để sẵn, bỏ củ quả vô nó rụt ra là ngọt cái nước, nhớ bí quyết. Thả bỏ vô nấu là không có ngon. Nấu sôi trước. Nấu xong rồi mình mới thả củ quả vô. Nướng củ quả đó chị. Nướng để cho thơm lên. Mà nướng bỏ vô nước sôi chứ không được bỏ nước lạnh. Nước lạnh nó giật mình nó phê cái phần. Hay. Thôi con xin phép cô cho con chút xíu cái nếp và cái chưa nếm thử hả? Con nói với lại mọi người là cái thế làm sao. Hồi nãy con có ăn thử. Ừ, lấy cái gì bỏ lấy cái một xíu thì bỏ lấy cái một nhỏ đi. Đây lá chuối đẹp quá. Em phải lấy đủ thứ. Không, chị sao lấy cái lá nhỏ xíu này sao? Now, you know Jenny loves to cook vegetarian dishes because she herself is a that's too much work for you, whoever. Only one hand. Yeah, chị ra ra ngoài đó hả? Incredible person who cook many vegetarian dishes. Đẹp không? Được chưa? She's self-learned. Em thấy ít mà giờ cũng nhiều nè. It's wonderful. Look at this. You try it. It's so good. Okay. Người mùi mình nói là ăn là bằng thanh sắc hương vị đúng không? Thì bây giờ mình nhìn thấy màu sắc đẹp rồi này, người người thấy mùi là thơm rồi này. Bây giờ là taste nữa để coi sao mà có hai người khen quá trời. Có Việt Nam nhiều, tôi đi ba chợ mới mua được rau răm á. Tôi có trồng mà không có đủ. The taste is incredible. The taste of the rice, the smell of the rice, and the smell of the different. Dạ không được. Vietnamese herb like ngò gai. Mình nấu cái này rau răm, rau răm. Tiếng Mỹ là gì vậy ta? Không biết. Cái đấy sau đi. Rau này special mint. Yes. Yeah. That we put is a Vietnamese mint called spicy. Hôm qua em đi mua cái hộp đỏ gì? Kỹ tử. Mà hỏi hoài thì bấm ra cho biết nó cũng biết cái gì and rồi. What English called it? I don't know. It's incredible. The taste, the smell of it. It's really, really good. Why? Because so onion, good, lemon, so and pepper, yeah. And rau răm, and a secret mushroom you have to bake first. Yeah. That like wrinkle, like old lady, when like skin, then you tear it out by finger, not cut. Cut it not xem, okay? Xé mà đúng không? Xé. I do until 1 o'clock last night. Phải nói là cái món ăn này là đủ để gọi là nghệ thuật ẩm thực, đủ thanh sắc hương vị. Mình nhìn vô thấy đẹp, mũi người thấy thơm. Dạ. Dạ. Cộng thêm cả tình yêu vào đó là thôi là perfect rồi. Vâng. Vâng, cô như vậy là cô sẽ có được nhiều cái phước lắm đâu cô, và những quý vị Phật tử đây cũng vậy. Vâng. À vâng. Dạ. Quá ngon luôn. Chắc được rồi chị cô hả? Đâu, móc cái kẹp, một cái khay là hai cái kẹp. Bây giờ con móc bộ qua hả? Móc qua hả? Được rồi. Móc hồi móc cho đều. Chỗ nào không có bù qua chép lại. Dạ rồi. This is one of the area where the food is going to be lined up here. Usually if they display a lot of food, this is where they come and pick up the food. So you can see there's so many tables. Sometimes this place can cater up to 1,000 people or more. Đũa đẹp quá. Biết sao? Đây là khu mà phòng ăn dành cho các thầy ha, các thầy và các sư cô mà cũng là người thường vô đây mà họ đi thiền đó, thì họ giống như Phật tử thì họ đến đây thiền thì họ cũng ăn ở đây thưa quý vị. Lần rồi là
anh Kiệt và chúng ta đến đây ăn, anh Ngô Tuấn Kiệt và chúng ta đến đây ăn, và ảnh đã cúng dường cũng bao nhiêu trăm đô để lấy cái thùng mì Kung Fu cho mình ăn đó, nhớ không? Rất là vô ngon. Cùng ngon, dạ, yeah. Yeah. Nhớ cái kỷ niệm đó. So as we head over here on this side, now this is the main hall where they should eat. As you can see, there's so many tables indoor. Now there's indoor and there's also outdoor as well. As you can see, there's a beautiful display with a brown color tablecloth that gives you a really calm sense of peace when you come and eat here. Now, behind Thu Hang here, you can see there are various cups of different kind of cups. So you can use the cups. They also have foam cups as well, disposable one, but these are one that you can wash. And they have water, filtered water here. Also a hot pot of hot water. Đây là cái bình bát là tượng trưng cho cái bộ môn phái khất sĩ. Khi mà chúng ta bưng bình bát đi thì chúng ta kêu gọi cái từ tâm của mọi người, thì người ta cúng dường cái gì thì những cái vị thiền sư người ta sẽ dùng gọi là dùng thiện cái đó, chứ không có đòi hỏi. Tức là bất cứ một cái gì, mình chỉ là một cái phương tiện để mình dùng cái nhục thể để mình ăn thôi, chứ không có quan trọng là cái gì, bất cứ cái gì vậy. Thì ở đây Alan vừa mới giới thiệu, đây là một khu vực gọi là thực đường, của gọi là khu vực phòng ăn của những thiền sư cũng như là những cái Phật tử viếng tới đây. Thì chúng ta thấy là một cái khu vực rất là rộng rãi, gọn gàng, ngăn nắp, những cái tấm khăn trải bàn màu nâu để giúp chúng ta được tịnh tâm, bình yên xuống, rồi có đầy đủ nước lạnh, nước nóng, rồi trà, cà phê, nói chung là tất cả những loại đồ uống mà khi mà bất kể người nào tới đây đều cảm giác rằng là được quan tâm, chu đáo, thích khe một cách sạch sẽ, để mà có thể tịnh tâm, an lạc và tu tập. Thì chúng ta nhìn thấy rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Yeah. To the outdoor eating area, as you can see, due to COVID, the monk only displays certain amount of table, but without COVID, you know, the eating area can go all the way down to that side. So right now you can see you can also cater to about 100 or 200 people here. And then when there's massive people come, we can set more tables around the area. Now remember, this place has over 400 acres, so there's plenty of room to cater for food, vegetarian food, for a lot of the visitors to come here as well. Now there's area where the nun live and the other one, the monk live as well. So both of them are a different area. Now today we're going to witness both of them come together around 11:15 to 11:30 a.m. So they're going to be, each one of them is going to carry that special bowl that they hold, precious for the food. And then the food offering is from a lot of the Buddhist volunteers or people who follow Buddhism and meditation. Now, you don't have to be Buddhism to follow, you know, the tranquility and meditation. You can be of any religion, and it's open to everyone and every race and religion as well. Như quý vị biết, cái mùa COVID vừa rồi ha, thì người ta không có trò lao bên trong, thì thiền viện đã thiết lập một cái khu vực ăn ở ngoài trời, có thể có sức chứa tới cả hàng trăm người, thậm chí nếu mà trải rộng ra thì có thể là chứa vài ngàn người, tại vì khu vực này rất là lớn, nó gần 400 hectare lận. Thì quý vị thấy đó, ở đây có những khu vực dành cho tăng và ni cũng như là cho tất cả những cái quý Phật tử, và đặc biệt hôm nay là một cái ngày gọi là ngày lễ cho trường phái của môn khất sĩ, dành cho những cái vị mà nổi tiếng để mà quy tụ về đây. Thì bản thân những vị tăng ni hôm nay sẽ không xuống bếp, tại vì họ là khất sĩ mà, cho nên là những cái vị Phật tử tới để thiện nguyện hay là tới để mà nấu đồ ăn, cũng như là ở cái chỗ này là một cái thiền viện có thể là chào đón tất cả mọi người, không riêng gì những Phật tử, mà chỉ cần không có phân biệt tôn giáo, chỉ cần có một cái từ tâm muốn tĩnh lặng cái lòng mình xuống, thì đều có thể tới đây để tham gia những cái dòng thiền ngắn hay là dài, đã tùy theo cái thời gian hay là điều kiện của quý vị cho phép. Yeah, lần đầu tiên thấy một cái cây olive xung quanh, và nếu mà quý vị xem toàn cảnh đó, thì quý vị sẽ thấy là đây là một cái núi mà đầy đủ cái khí thiêng, và chắc là rất là thích hợp cho những người tu thiền. Khi mà lên đây chúng ta cảm thấy một cái giác tĩnh lặng, an lành, trong lành, để mà tâm hồn chúng ta tĩnh lặng lại thì thật là tuyệt vời. Chỉ cần lên đây thôi, không phân biệt tôn giáo hay là bất cứ một cái điều kiện nào hết, chỉ cần tĩnh lặng vậy là đủ rồi, đủ để bước vào một chút xíu vô cái cửa thiền rồi. Yeah. As you can see right behind us here, it's a beautiful olive tree, and there's a lot of olive on here. Now this is a raw olive, so when you eat it raw, the taste is going to be different.
Now, once it's marinated, that's when the taste come out. And so you can see sometimes they marinate it salty. Mm-hmm. So that's why you can eat it with the different salt. So if you haven't seen a real live olive tree with olives in there, so this is just right here. Quý vị có thể thấy là ở trên đây là chỗ tăng xá hay Alan ha. Tăng xá này là ngày xưa thầy Thích Nhất Hạnh đã tới đây. Và có nhiều chuyện rất đặc biệt đã xảy ra ở đây. Một chút xíu Jenny sẽ phỏng vấn Tuấn Cường thì quý vị sẽ biết tại sao mà Jenny nói là nó đặc biệt. Thì trên đây là danh sách của những cái người mà đến đây mà đã tu rồi đó. Alan thấy chữ thầy không á. Rồi Phật tử riêng nữa. Họ có danh sách riêng. Đây là danh sách của thầy. Thì hiện giờ Jenny thấy trên đây có 37 thầy. Now as you can see, we just walk up a very long staircase. This area has various mountain and hills. So this is one of the mountain hill that we are currently at. As you can see surrounding, you can see many bamboo trees and different kind of trees that the monk planted here. So it gives you that serenity, that peacefulness when you arrive here. Dạ vâng, xin kính chào thầy. Dạ thưa xin hỏi pháp danh của thầy ạ. Dạ, con là Pháp Nhĩ. Dạ, thưa thầy Pháp Nhĩ, vâng, hôm nay chúng ta có được thầy Pháp Nhĩ ở đây để mà tham quan một cái khu vực gọi là tăng xá. Giống như hồi nãy Thu Hằng, Alan cũng như chị Jenny cũng có đề cập tới, thì mời thầy Pháp Nhĩ cho chúng tôi biết là ở cái khu vực này, thầy có thể giới thiệu sơ khu vực này như thế nào cho quý vị được biết. Dạ, khu đây là các tăng xá dành cho quý thầy, và ở đây là cái vườn cảnh của quý thầy. Đây là khu vực nội viện, khu vực nội viện. Ở bên kia là có cái thiền đường nhỏ dành cho quý thầy ngồi thiền và tụng kinh buổi tối. Và bên kia là văn phòng làm việc. Và có nhà trà. Nhà trà nữa. Đây là ngôi tea house dành cho quý thầy. Ở bên này. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là thầy thiền sư ở Thích Nhất Hạnh đó, là sư ông đó. Có ở đây bao giờ không thầy? Dạ, xong có đến hàng có những cái tour ở Mỹ thì xong đến và xong ghé đây tổ chức những cái ngày tu học cho Phật tử. So as you can see right in front of us here we have one of the monk. His Buddhist name is Pháp Nhĩ. We ask his permission so he can show us around the area here. So right behind us here, as you can see, the surrounding area or the area where the monks lives. Over here, we also have a tea house, and also the office and different area activities inside the area here. Thầy mới đến đây một năm, và hiện giờ trước kia thầy ở Bích Nham một năm rưỡi, và thầy chuyển qua đây một năm. Thế là hay quá rồi. Con xin hỏi thêm là hiện tại bây giờ là bao nhiêu sư thầy và sư cô ở đây vậy? Dạ, mười sáu thầy và khoảng 20 sư cô. Nhưng trong đại giới đàn chuẩn bị tổ chức đây thì quý thầy từ Bích Nham và quý thầy từ Mục Lan qua đây, và quý sư cô từ Bích Nham và Mục Lan qua đây, tổng cộng cũng gần 100 vị hiện diện có mặt ở đây để tổ chức. Thì hiện tại bây giờ ngay tại thời điểm hiện tại mình đang có cái khóa nào dành cho những cái cư sĩ hay là những cái những người mà có nhu cầu muốn tu thiền, hiện tại bây giờ có cái khóa nào không thưa thầy? Hiện giờ thì quý thầy đang tổ chức khóa tu xuất sĩ và đại gia đàn, cho nên quý thầy không có thời gian để tổ chức cho thiền sinh. Thì xong cái đại gia đàn ấy, thì quý thầy sẽ tổ chức một an cư kiết đông, và cùng tổ chức cho thiền sinh đến đây có thể an cư cùng quý thầy 3 tháng, 2 tuần hay là 1 tuần. Cũng liên quan đến cái thiền sinh thì thường thường mỗi một năm thì có mấy khóa dành cho thiền sinh như là kiết hạ, kiết đông? Thì hay là tùy thuộc vào từng năm khác nhau thì cũng còn rành ghê vậy đó. Thì có tổ chức cho, nếu như mình có khóa tu thì khóa tu gia đình, khóa tu dành cho tiếng Việt, và khóa tu trong cái ngày ngày Giáng sinh và cuối năm. Thì còn lại mở ra cho thiền sinh đến hàng tuần, tức là thiền sinh đến ngày thứ sáu tuần này cho đến thứ sáu tuần sau, hoặc là có thể xin dài hạn, gọi là long thơm, thì có thể là xin một nửa tháng, một tháng, và có thể thích thì mình có thể đăng ký thêm. Hay quá, quý quá. Thì qua nếu mà quý vị có theo dõi chương trình này đó, thì nếu mà có những người nào
giống như anh Alan nói, có đề cập có vấn đề về cá nhân hay là chỉ là thực tâm muốn tìm một nơi tĩnh lặng để mà quay về một cái nơi tĩnh lặng và quay về một cái gốc của tâm hồn, thì quý vị có thể liên lạc với Thiền viện Lộc Uyển để mà nhờ các quý vị tăng ni ở đây, các quý thầy sẽ chỉ cho quý vị những cái khóa ngắn hạn hay là những cái thiền sinh vào mỗi tuần như là quý thầy vừa mới nói. Thế nên quý vị có thể liên lạc bằng internet, điện thoại, lên trang web để quý vị có đầy đủ thông tin về Lộc Uyển để tìm cho mình được một cái nơi gọi là thiền thật là tốt, thì chắc là Lộc Uyển là một cái nơi là phải nói là lý tưởng. So up here in the area that we're standing here, we have about 16 monks that's currently occupying the area here, and down the hills, the area that we just we parked the car, and on the left side where all the nuns lived. So there are about 20 monks, female monks there. Now right now at this event, we have about a total of about 100 monks that's currently in the area here. Now Thu Hang asked him in regards to the different lessons or the different offering courses that they have here. So it depends on the year. Mm-hmm. So sometimes they have it during special holidays, special days, or sometimes even on a weekly basis, they have different classes. So to know about the event or to check out about the event, please come to their website, which is Lop Wing Meditation. Yeah. Thank you. What sort of questions? Hi, I'm Thu Hang. We are from 3LTD, U.S. non-profit operation. I would like to ask you some questions. First of all, sir, can I ask you what's your name? Oh, Joe. Hi, Joe. How are you doing today? Yes. Can I ask you how do you know about your past, and do you meditate? And how long have you been meditating? Could you give me some idea what could the benefits of the meditation that give you in your life? Mm-hmm. Thank you so much. Yes. Yeah. Oh well. Let's see. Meditating about 20 years, and lots of benefits. Makes you more calm. Yes, that's good. Makes your relationships more relaxed, more harmonious, and it also a way to reduce worries. We call it the No Worry Institute. Yes, that's wonderful. It takes you out of your constant thinking, and opportunity to bring you back to the present moment. But in this practice, without having to study texts or memorize things, you follow your breath and bring your awareness to your steps, and you have arrived. So it's very easy. In fact, it's so easy, it seems very, it's easy, but it's simple, but not easy. That's right. But you have to do that. You have to stop it and then set the goal, and then you get there someday, right? Ah, that's the beauty of this practice also. Yes. You don't have to wait for something in the future. When you walk even from here to your car, yes, you have the benefit in the present moment. Because everything else we do, right? Yes. Something for the future. Yes, agree. We go to school, we get a job, and then we make money. But cultivating happiness in the present moment without waiting. That's right. That's wonderful. And would you often come to this deer park? Mm-hmm. Oh, yes. That's good. And how did you know about your deer park? Through Thich Nhat Hanh's writings. Oh, really? Yes. Yes, he's very famous, and we really admire him. And I hopefully that have you been meeting him personal? At his retreats. Oh, yes. That's wonderful. Yes, that's retreats. Wonderful. And I come. I live in Alaska, and I come all the way from Alaska to here. Wow, that's wonderful. And I wish you all the good luck and happiness in your life. Thank you so much, Joe. Thank you. You're most welcome. Thank you.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là đoàn GLTV tới thiền viện, có thể nói là tu viện Lộc Uyển. Và đặc biệt là có nghệ sĩ Tuấn Cường, cũng là tài tử Tuấn Cường, là con của tài tử Kiều Chinh mà Jenny rất là ái mộ, có mặt ngày hôm nay là bởi vì anh muốn chia sẻ với đoàn làm phim của Jenny một kinh nghiệm hết sức đặc biệt. Đó là anh đã trải qua tu thiền ở đây được 3 tháng, cho nên anh có rất nhiều kinh nghiệm tại chỗ này. Và có thể anh Tuấn Cường chia sẻ với cho GLTV là trong 3 tháng đó anh làm gì ở đây? Chào chị Jenny và các khán giả. Đúng phải nói là cái cơ duyên đó, tại vì có một thời mình có nhiều, mình đã được nhiều gọi là sung sướng quá ở dưới xã hội mình, ở trong cái xã hội của mình rồi, mình cũng làm nhiều chuyện nhức đầu, trong đó nhiều lúc mình thấy nhức đầu, mình phải lâu lâu mình phải đi xa để mình retreat phải không? Thì tình cờ thì có mấy người bạn đã giới thiệu tới cái chỗ Lộc Uyển này. Thì lâu lâu thỉnh thoảng tụi này cũng vẫn đi chơi với nhau, xong lên đây để mà nghĩa là retreat cho một thời gian ngắn thôi. Một bữa cũng là một cái retreat, một buổi thôi cũng là một cái retreat. Xong rồi chiều đi về. Xong rồi cái kỳ đó là nghe nói có một cái lúc đó thì có cái khóa đầu tiên mà Lộc Uyển gọi là offer cho quần chúng ở ngoài đó, được vào đây đó. Thì là đó là cái khóa mùa đông hình như là 2006. Thì họ cho tất cả mọi người ở ngoài từ xa đến, từ khắp thế giới đến. Thì có người Mỹ, người Mễ, đủ hết, nhưng mà và người Việt Nam từ from everywhere, from the world. Thì lúc đó là cái lớp nó gọi là lay for lay people, tức là sống, mình sống ở trong cái khu vực phía kia. Đó là cái chỗ người chung quanh nãy giờ là thầy Pháp Nhĩ đã rất chỉ đây là các thầy ở đằng sau đây, và cái tiệm sách ở đây. Ở dưới đó là nhà bếp chẳng hạn, nhà ăn. Thì cái dân chúng mà lay people thì sống tuốt ở bên cuối của cái đoạn núi này. Thì rất là có một cái cộng đồng riêng của tụi này ở đó. Thì có thể sống rất là yên tĩnh, rất là peaceful ở đây, cũng như là tất cả mọi người đã thấy. Mình lên đây thì mình thấy nó khác xa với lại xa xôi cái xã hội mà bon chen mình đã sống ở dưới kia. Thì nó cho mình thấy một cái nhìn khác, và mình dễ mình gọi là tu tâm hơn. Jenny cũng có nghe nghệ sĩ Tuấn Cường chia sẻ hai kinh nghiệm rất đặc biệt ở tại Lộc Uyển này. Kinh nghiệm thứ nhất là Jenny nhớ là Tuấn Cường có kể là lên đây thì có sáng tác một bài hát rất hay ở tại nhà bếp, mà chút xíu Jenny sẽ mời ca sĩ Tuấn Cường vừa hát vừa biểu diễn đàn guitar cho quý vị. Và một kinh nghiệm thứ hai nữa là Tuấn Cường có chia sẻ nói rằng anh đã chứng kiến lúc mà tỷ phú Modi đã cho đại diện lên đây để gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh, tức là gặp sư ông Thích Nhất Hạnh thưa quý vị, để mà thương lượng mua cuốn sách, không phải là mua một cái tác quyền copyright của cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đó là cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, phải không? Đúng vậy. Dạ. Và đó là một trong những cuốn sách mà tỷ phú đã chọn để làm nên cái phim kinh điển về Đức Phật mà cả thế giới hiện giờ rất là mê. Và ông một tỷ phú Modi đã bỏ ra 120 triệu đô la để mà làm cái phim đó, 50+ tập mà về Đức Phật là hay tuyệt vời luôn. Và Jenny nghe là chị Kiều Chinh và lại nghệ sĩ Tuấn Cường là chia sẻ là chính hai người là chứng kiến trong cái cảnh đó, là bên đại diện của ông Modi đã offer 200.000 đô la, thời đó lớn dễ sợ lắm, cho thiền sư Thích Nhất Hạnh để mà mua cái tác quyền đó, nhưng mà thiền sư Thích Nhất Hạnh đã không lấy một đồng nào hết, mà chỉ biểu mọi người hãy vô thiền với ông, rồi sau này có lời á, phim mà có lời thì cho 1% cho trẻ em nghèo Ấn Độ và trẻ em nghèo Việt Nam. Và tỷ phú Modi đã làm như vậy thưa quý vị, và đó là điều mà Jenny rất là ấn tượng về việc đó. Có thể chia sẻ cho đoàn của Jenny biết là cái ngày hôm đó nó như thế nào, mà Tuấn Cường đã nghe cái gì, có đúng như vậy hay không? Mấy cái con số đó thì Cường mới nhớ, nhưng mà chỉ nhớ cái đặc biệt là được mời gặp thầy là cả một cái sự khó khăn. Mà cái lúc hôm đó thì là nguyên cái thiện cái tu viện chính đó là nó lớn như vậy nhá, như Jenny đã biết, nhưng mà chỉ có đúng cỡ 6 người thôi. Đây là một cái very private tea ceremony, personal tea ceremony của thầy, mà thầy mời vài người tới thôi. Thì
cái hôm đó rất là đặc biệt, tại vì cứ nhìn Janine nhắc mấy cái điều mà đó, mấy cái con số, mấy cái chuyện đó, bao nhiêu cường không nhớ gì cái đó hết, nhưng mà chỉ nhớ là cái sự mà gặp, gọi là được, mình ở được ngồi trước mặt thầy, mình, that's all you remember, you don't remember anything else, you know? Là nó đã quá rồi. Janine có con số đó là từ đại tử Kiều Trinh. Chị nhắc, Janine nhớ là offer 200 ngàn, mà không lấy mà thời đó 200 ngàn. Thật là lớn, không biết mua bao nhiêu căn nhà với cái 200 ngàn đó, thưa quý vị. So today we have the honor of having one of the famous actors and singers. His name is Sean Kiel. Vietnamese name is Dung Cuong. Now, he's here with us today is because he is the one that experiences the meditation in this area. He actually stayed here about 3 months to learn about meditation, to self-heal himself and things like that. And Jenny asked, what's the reason why that he's come here? He said, due to, you know, when you live on a daily life, you have all this frustration, all this headache from various issues in life. So the best thing you can do is go meditate and relieve yourself of all that stress and everything, you know, that occupies your life. So that is the reason why that he comes here and he learns about it. This happens in 2006. This is when they first opened the area here for a general public to come and enjoy. People from all different nationalities, you know, Hispanic, Indians and Vietnamese and Asians and all like, they come here to basically come here to learn about meditation. Now his experience to this place is this. It gives you that serenity, that peaceful and hope. Once you come here, you forget about what happened in your life, things that bother you, things that angry you. So this is a place that he really truly loved, Lap Quynh. So if you ever get a chance to research about Lap Quynh, just Google it and Deer Park. Deer Park. Yeah. Now, one of the other questions that Jenny asked him is that one of the special experiences that he had a chance to meet with the founder, which is Grand Master Thích Nhất Hạnh, correct? Yes. Thích Nhất Hạnh is a special Grand Master monk that basically he enlightened the lesson of Buddhism. He also publishes many books, I think over 120 books worldwide, were translated to many different languages as well. So at that time, Dung Cuong and his mother, which is a very famous actress, legendary Kiều Trinh, they met with the billionaire Modi, who wanted to make the story about Buddha, which has about, you know, many, many hundreds of episodes about the true life of Buddha. And the billionaire put out about $100 million for that series alone. Now, before he started the series, he wanted to research carefully about Buddhism. So one of the best sources is with Grand Master Thích Nhất Hạnh. So upon hearing about the Grand Master Thích Nhất Hạnh, the billionaire Modi sent representative here to Southern California, to the San Diego area where Lap Quynh area is at, to meet up with the Grand Master Thích Nhất Hạnh. Along with that, they also invited his mom, which is the legendary actress Kiều Trinh. Jean-Pierre also was in that meeting. Now, the special meeting is that the offering that Kiều Trinh had told us is that the representative from Modi offered $200,000 for the rights of the book that was published by Grand Master Thích Nhất Hạnh. The $200,000 offering at that time was a lot of money. Now, Thích Nhất Hạnh, instead of accepting the money, he said, this is my offering back to you. I want you to come and meditate with us. You need to learn about Buddhism. You need to learn, of course, definitely reading about the book, which is the book is about the white cloud and O Path, which is, that's the translation from Vietnamese to English. Now, that book is very popular worldwide. So once you read the book, you understand more about Buddhism and about the teaching of Buddhism and meditation as well. So the Grand Master invited, Modi's group to come meditate. Mm-hmm. Now, one thing special about it as well is that the main characters for the series of Buddha, he actually went to meditate for about 5 months to learn how Buddha, is himself and how to represent him truly in a true way. Yeah. Now, the only request that Grand Master requests from the Modi representative is that I don't want to accept the $200,000, but if you make a profit in the series, give 1% to the poor children of India and Southeast Asia, especially in Vietnam as well.
So that offer was accepted, and that offer was delivered. So we are very honored to be able to watch the wonderful series of about Buddha. Yeah. I've watched it and I've teared so many times. You should watch it as well. It's actually in multiple languages now worldwide. So today we're gonna hear one of the songs that Jean-Pierre has created while he's here about 3 months. One of the enlightenment that he felt was during the time that he was in the kitchen of Lop Wing. Mm-hmm. And today he brought his guitar. So he's gonna play for you a wonderful song that he created. Mm-hmm. Can I ask what is the song name and what is the meaning of the song? The song title is La Chui. Oh. Banana leaves. Banana leaves. Okay, wonderful. Mm-hmm. And the story is that one during the gig, the Tet festival, we organized all the meal for everybody, mm-hmm. and the visitors to come alike. So there was a monk was assigned and a volunteer from the lay people was assigned, which is me. So the two of us was taking care of how to say. Phải bóc mấy cái bánh chưng đó, lá chuối, bánh chưng hết. Okay. Tất cả bóc bánh chưng để mà cắt ra để chiên. So all I did was like bóc lá chuối đầy hết. Thấy bao nhiêu cả trăm cái bóc cắt ra, mình bóc bánh cái lá chuối xong rồi vứt đi, bóc xong rồi vứt đi. Mình thấy cái lá chuối từ xa mình thấy mà cái cây chuối là cái cây mình rất là thích. Mà cái lá chuối nó phải sống bao nhiêu nó mới thành cái lá như vậy. Mà mình xong mình dùng, mình bao đủ thứ, mình bao cơm, mình bao này, mình bán cái kia. Mình bán đồ mà xong cái này mình bán, mình vứt đi. Thế vứt đi nhiều quá mình phí, tự nhiên cái somehow nó touch my emotion. Cái tự nhiên cái tiếng hồ hai thầy con cái bóc bánh chuối đứng im lạnh sáng sớm mà lạnh, hôm nó Tết lạnh lùng. Cũng buồn cái tự nhiên cái hót lên một câu, hát lên cho bớt sầu. Hát lên cho thấy màu. Thực ra nó một cái điều rất là đơn giản. Khi mà anh Tuấn Cường khúc đầu anh nói bằng tiếng Anh là trong một cái buổi Tết, lễ Tết thì người ta thường dùng cái lá chuối để người ta gói bánh chưng. Thì trong cái buổi đó thì sau khi mà gói bánh chưng xong rồi, người ta dùng ra để lấy cái bánh chưng ra để người ta cắt, người ta chiên, người ta thực dụng làm cái gì đó thì cái lá chuối bỏ đi. Thì một cái câu chuyện đơn giản nhưng mà chúng ta đang nghĩ tới một cái luật vô thường. Tức là đôi lúc trong một cuộc sống, một cái thời điểm nào đó có những cái sự kiện, những cái đồ vật, những cái con người có thể mang tới lợi ích một thời điểm đó thôi nhưng mà sẽ không là mãi mãi. Thì đó là một cái điều mà anh Tuấn Cường làm cho anh có một cái cảm hứng để gợi đến bài hát mà chúng ta sẽ được thưởng thức tiếp theo sau đây. Dạ, đó là bài Lá Chuối, Banana Leaf. One of the questions I asked Jean-Pierre is that the enlightenment that he felt while he's here meditating for 3 months, he written the song called Lá Chuối, which is Banana Leaves. And the reason why that he created La Chuối is this. So during the time that they had, during the New Year, the Asian Tet New Year, down here at Lop Wing, he and also one of the monk was helping with the kitchen. So one of the things that he was helping with was, moving rice and things like that from the banana leaves. Now, a lot of time where he, discard and just throw away the banana leaf, he felt that, but banana leaf, he loves banana trees. And he felt that, something that's so precious like this is being used and then discarded. So he felt kind of sad about it. So it enlightened him to write this wonderful song called Banana Leaves. So later on, we're gonna share, he's gonna sing the song for us and the meaning behind the song as well. Quý vị ơi, bây giờ quý vị nghe cái bài hát Lá Chuối của nghệ sĩ Tuấn Cường nha. Thu Hằng có muốn nói cảm tưởng gì khi mà ngồi trên đá kế bên hồ cá mà lại nghe bài Lá Chuối không? Cái này đúng nghĩa là gọi là tự nhiên, nhưng mà cái khung cảnh này cũng tạo nên một cảm xúc mà chúng ta sẽ nghe cái bài Lá Chuối sau đây và sau đó chúng ta sẽ nói tiếp về cái cảm xúc như thế nào. Yeah. So you're going to hear the song called Banana Leaf, and this is created by Jean-Pierre here at Lop Wing Meditation Area, and myself is Alan Ford along with Jenny, Thu Hang and also Quang. Hát lên cho bớt sầu, hát lên cho thấy màu, màu xanh của lá chuối, màu hạnh phúc của tôi. Hát lên cho bớt sầu, hát lên cho thấy màu, màu xanh của lá chuối, màu hạnh phúc đầu năm. Màu xanh của lá chuối
làm tỉnh giấc mơ sâu. Màu xanh của lá chuối làm tỉnh giấc không màu. Màu xanh của lá chuối màu hạnh phúc của tôi. Hát lên cho bến sầu, hát lên cho thấy màu. Màu xanh của lá chuối màu hạnh phúc của tôi. Màu xanh của lá chuối làm tình giấc mơ sầu. Màu xanh của lá chuối làm tình giấc không màu. Màu xanh của lá chuối màu hạnh phúc của tôi. Wow. Wonderful one. Hồi nãy trước khi mà anh Tuấn Cường hát, anh Tuấn Cường có chia sẻ về khởi đầu của cái bài hát này, làm sao mà để anh có cảm hứng khi mà anh sáng tác cái bài Lá Chuối. Thu Hằng nhắc lại, lúc anh có nói rằng là khi mà nhìn thấy từng cái lá chuối được bóc ra cái bánh chưng rồi bỏ đi sang một bên, thì anh ấy cảm thấy rằng là một cái sự phí phạm, tiếc nuối khi mà một cái lá chuối mà anh yêu thích được cái bỏ đi, cái lần lượt bóc từng lớp bị bỏ đi như vậy. Thì lúc đó đó Thu Hằng nghĩ tới rằng có thể điều đó làm cho anh buồn, vì nhìn thấy qua đó một cái sự vô thường, một điều trong cuộc sống. Nhưng mà qua cái bài hát này đó thì Thu Hằng lại nhìn thấy một cái điều khác, đó là một cái sự đẹp đẽ. Cho dù nó được bỏ đi nhưng mà cái màu xanh đó nó vẫn tươi sáng lên người hy vọng. Thì đó cũng đó là một cái thông điệp mà có lẽ là anh Tuấn Cường muốn gửi tới quý vị. Cho dù trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều những điều vô thường, những cái điều chỉ là đơn giản, sinh ra rồi làm một cái điều đó, một cái gì đó rồi theo quy luật vô thường nó có thể nó bỏ phí hoài, nó chết đi. Nhưng một cái điều để lại đó, đó không phải là bản chất cái lá chuối đó nó bỏ đi như thế nào, mà bản chất nó mang lại, nó đã từng làm một cái điều gì đó, nó từng gói gắm từng cái chiếc bánh chưng. Tại vì một chiếc bánh chưng đó không thể thiếu một cái lá chuối. Đó là một cái điều chúng ta thấy rằng ý nghĩa trong cuộc sống này, cho dù chúng ta đến rồi đi nhưng chúng ta đã làm một cái điều gì đó, một cái sứ mạng gì đó, một cái nhiệm vụ gì đó chúng đã hoàn thành, thì đó là một cái điều tốt đẹp mà có lẽ là anh Tuấn Cường muốn gửi gắm cho quý vị thông qua cái bài Lá Chuối. Đúng vậy, đúng không anh? Hằng, vâng, dạ. Màu xanh của hy vọng, màu xanh của lá chuối. Vâng, là màu hạnh phúc của tôi. Đúng. Nghĩa là mình, dạ, mình cũng đi qua một cõi đời này mà cũng là một cái temporary, một cũng rồi, cũng là một cái, dạ, một cái. Nhưng mà at least là thôi, chúng ta để lại một cái điều gì đó. Chúng ta hãy đó, làm tất cả dạ, khả năng chúng ta có thể. Ví dụ dạ, như tầm thường một cái lá chuối thôi, ừ, nhưng mà nó cũng đã mang lại những cái điều gói ghém, những cái điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Tại vì không có lá chuối thì không thể có bánh chưng. Dạ, mình xin giới thiệu đây là buổi lễ của Phật Khất Thực của quý sư thầy và sư cô vào bài đền nhận thọ nhận thức ăn. Và sau đó thì họ sẽ lần lượt đi hai hàng vào trên thiền đường và thọ thực trong trên thiền đường lớn. Thì buổi lễ này có truyền thống từ khi trước kia sư thầy Đức Bụt trên 2600 năm về trước. Và quý thầy và quý sư cô sẽ đi trong chánh niệm để chế tác năng lượng hồi hướng cho tất cả So this is one of the very important progressions that they've celebrated over 2,600 years ago. So what they do is the male monk is on that side, the female monk is on this side. They're gonna meet together and then they're gonna pick up the food there. And after that, they're gonna bring it to the meditation hall to basically enjoy the food, but also give a blessing for humanity, for people that are in need. Thank you. Thank you.
me.